năm cây cuốc đã nhiều, lương 7-8 triệu vẫn ngồi livestream, bắn nhau đá bóng xem phim, cú lên một tiếng cả team chơi cùng. Đêm đêm anh lại tiệc tùng, âm thanh ánh sáng đã bùng lên chưa? Độ này vẫn giống độ xưa, vẫn đợi donate vì chưa có tiền.